Trong thời buổi mà cá mập đang rất hay cắn cáp mạng của chúng ta thì hãy sắm ngay cho mình một bộ hoặc là nhiều bộ phát wifi lắp ở xung quanh nhà để đi đến đâu chúng ta cũng không bị disconnect với thông tin loài người. Và ngày hôm nay thì Hacom Quick Review sẽ trân trọng giới thiệu đến mọi người một bộ phát wifi đến từ TP-Link có mã là TRWR940N. Ngoại hình của em nó thì tương đối là bắt mắt, đẹp đẽ này, sang trọng này, sáng loáng này, lấp lánh. Ở mặt đằng trước này thì các bạn có thể quan tâm đến 8 cái hiển thị LED ở đây, ví dụ như là hiển thị về nguồn này, wifi này, internet này, vân vân, mình có thể theo dõi ở đây. Còn ở mặt sau thì chúng ta sẽ có một cổng wan và 4 cổng len. Bên cạnh đó thì sẽ có nút bật tắt nguồn, một nút để reset này và đương nhiên là có một cái jack cắm để chúng ta có thể kết nối được với điện năng rồi. Bộ phát wifi này sẽ có 3 chế độ, đó chính là router, access point và chế độ mở rộng sóng wifi repeater cho mọi người luôn. Nếu như các bạn đang tìm kiếm một bộ phát wifi dành cho nhu cầu văn phòng này, gia đình hoặc là doanh nghiệp nhỏ thì bộ phát sóng wifi TP-Link WR940N này sẽ là một sự lựa chọn vô cùng sáng giá đấy.